Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Check In Hải Phòng. Và trong số ngày hôm nay, Check In Hải Phòng sẽ cùng với các bạn đi khám phá con phố Chu Văn An. Thank you.
khám phá phố Chu Văn An của team check-in Hải Phòng đến đây xin được phép kết thúc. Nếu các bạn có nhu cầu muốn chúng mình review thêm một con phố, một địa điểm nào đó, hãy để lại comment ở phía dưới. Nhớ ủng hộ chúng mình bằng cách like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại!